Kính chào toàn thể quý Phật tử khỏe. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học kinh Duy Ma Cật lần thứ 22. Và như bao nhiêu lần chúng ta đã học từ trước, phải nói rằng chúng ta nói cái ý nghĩa, nội dung, yếu chỉ của kinh Duy Ma Cật thì phải nói rằng trong kinh Duy Ma Cật nó nội hàm một cái tinh thần giáo pháp và cao siêu, khó hiểu, khó đi vào và khó có thể gặt hái được nhiều cái tinh thần học hỏi hiểu biết trong kinh Duy Ma Cật đó. Nhưng mà thưa quý Phật tử, dù cho nó khó nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta học, chúng ta cố gắng là tạo lấy cái nhân để chúng ta bỏ vào trong cái túi của mình nha. Tạo lấy cái nhân học kinh Duy Ma Cật bỏ vào trong cái túi của mình. Khi mà ở trong túi của chúng ta đã có được cái nội hàm của một kinh Duy Ma Cật hay là một cái dạ, thì không hiểu ngày hôm nay thì ngày mai cũng hiểu, ngày mai không hiểu thì ngày mốt cũng hiểu. Điều quan trọng là chúng ta nắm được cái cốt lõi của nó. Còn những cái từ ngữ, những cái ngôn ngữ của kinh thì quý Phật tử biết rằng có thể rằng một bản kinh cũng diễn tả cái ý kinh đó, nhưng mà nhiều khi dùng những cái từ ngữ, cái lời lẽ nó có khác. Lời lẽ nó có khác nhưng mà ý kinh không khác. Do vậy mà chúng ta cố gắng học. Tuy nhiên ngày hôm nay trước khi đi vào cái lời giảng dạy trình bày của trưởng giả Duy Ma Cật đối với tôn giả Đại Mục Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, Xá Lợi Pháp vân vân, thì chúng tôi trình bày một vài câu chuyện để cho quý Phật tử nghe và nó thư giãn đầu óc bớt đi. Còn nếu mà chúng ta cứ thuần rặt mà giảng kinh Duy Ma Cật không thì nhiều khi phải nói rằng dạ cũng nhức đầu lắm. Chúng ta phải dùng vận dụng cái đầu óc để chúng ta hiểu những cái từ ngữ, những cái pháp số ở trong kinh. Chỉ chừng ấy không thôi là chúng ta cũng đủ nhức đầu rồi. Nhưng mà rồi chúng ta cố gắng và lượm lặt, tích trữ cái hạt giống học Phật Duy Ma Cật kinh ấy, thì lâu ngày chúng ta sẽ được tích chứa cái sự hiểu biết lớn lao của chúng ta hơn. Còn ngày hôm nay chúng ta mới học lần đầu tiên hay là lần thứ hai, lần thứ ba thì nó đòi hỏi chúng ta nhiều cái sự gọi là suy tư, chiêm nghiệm một cách to lớn. Chúng ta chịu khó thì chúng ta mới hiểu được. Và chúng ta đọc từng chữ, chúng ta đọc từng lời mà như hồi nãy chúng tôi đã thưa với quý Phật tử đó, cái ý kinh nó là một thôi,
Ví dụ như là cái ý kinh nói tất cả các pháp đều là không tánh. Tất cả các pháp đều là tánh không, tức là nó không có cái tánh tự tồn với chính nó không có cái tánh duy trì bởi chính nó. Chính vì cái tự tánh nó không có duy trì được cho nên tất cả các pháp nó đều bị mục rã, nó đều bị hư hoại. Nhưng mà ở bản kinh này thì nói cái ngôn ngữ như thế này, nhưng mà bước qua cái bản kinh khác thì nói những cái ngôn ngữ có thể khác, nhưng mà cũng đồng là lý giải cái nội hàm, cái yếu chỉ, cái nội dung của cái tinh thần giáo pháp đó. Khi mà chúng ta nắm vững được một cái tinh thần giáo pháp, như là chúng ta hiểu được một phần nào về bài kệ của kinh Kim Cang đó, thưa quý Phật tử: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điển, ứng tác như thị quán. Thì nội một cái bài kệ ở trong kinh Kim Cang ấy không thôi mà ngang qua sự lý giải giảng luận sớ sao những cái bộ kinh khác, những cái bộ luận khác, thì cũng ý nghĩa là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điển. Nó không có khác hơn, nó chỉ có khác cái lời giảng, nó chỉ khác cái từ ngữ, cái văn tự mà thôi, còn cái ý kinh thì nó không có khác. Hoặc là chúng ta đọc vào trong kinh Niết Bàn, chúng ta nghe là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Thì ở trong kinh Niết Bàn là nói như thế đó, nhưng mà bước qua những cái bản kinh khác thì cũng cái ý kinh là như vậy đó, muốn diễn đạt cái ý kinh là như vậy, cái sự sanh và sự diệt nó diệt đi thì mới gọi là cái niềm vui tối thượng. Thì những bản kinh khác cũng diễn tả về cái ý đó, nhưng mà cái ngôn ngữ nó khác, cái văn chương nó khác. Còn như là ở trong kinh Lăng Già mà nói rằng vậy đó: thế gian ly sinh diệt, du như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô, như hưng đại bi tâm, vân vân. Thì cái ý kinh nó là như vậy đó, nhưng mà cái ngôn ngữ nó khác. Thế gian phải lìa khỏi cái sự sanh và cái sự diệt, thế gian ly sanh diệt, du như hư không hoa, tại vì nó giống như là hoa đốm dữ không. Thì tất cả những cái nội hàm của ý kinh nó ngang qua các cái bản kinh được giảng luận, được sớ sao, được lý giải, cái cốt lõi chủ yếu là nó nằm nơi cái ý đó, nhưng mà cái ngôn ngữ nó có khác, cái người giảng dịch nó có khác. Thì trong kinh Duy Ma Cật này cũng vậy, khi mà chúng ta nghe những lời giảng dạy của kinh của ngài Duy Ma Cật, chúng ta thấy sao mà nó khó hiểu quá, nhưng mà rồi chúng ta chịu khó trầm tư và gạn lọc ý nghĩ của mình suy tư về cái ngôn ngữ của ngài Duy Ma Cật, cái văn phong của kinh Duy Ma Cật, thì chúng ta cũng sẽ hiểu. Thì thưa quý Phật tử, ngang qua những câu chuyện để cho quý Phật tử nó vơi đi cái sự gọi là suy tư, cái sự khó hiểu trong kinh Duy Ma Cật. Thì quý Phật tử biết rằng trong những cái câu chuyện của nhà thiền đó, những câu chuyện ở trong nhà thiền thì nó có nhiều lắm, nhưng mà đơn đơn cử một vài cái câu chuyện nho nhỏ và chúng ta thấy vui vui dễ hiểu hơn. Như câu chuyện thiền thứ nhất: thưa quý Phật tử, có một vị thiền sư được một người đàn Việt mời đến nhà để cúng dường trai tăng, cúng dường trai tăng. Thưa quý Phật tử, hiểu cái nghĩa của chữ trai tăng: trai tức là thanh tịnh, trong sạch, tăng là chư tăng, cúng dường cho chư tăng trên cái con đường thọ nhận vật thực để nuôi dưỡng cái thân mạng này để có được cái sự sống để mà tu tập qua ngày, hoằng dương Phật pháp qua ngày.
Thì vị thiền sư ấy trước khi đi đến cái nhà của người Phật tử ấy để thọ nhận phẩm vật cúng dường trai tăng. Nhưng mà quý Phật tử biết không, sáng hôm nay vị thiền sư ấy nhà bận những Phật sự ở tại thiền viện, cho nên không có thời giờ để uống trà, cũng không có thời giờ để ăn một cái bánh bao và lót lòng buổi sáng. Nhưng sau khi mà Phật sự xong thì vị thiền sư ấy ôm bình bát đi đến nhà đàn Việt ấy để làm lễ thọ nhận phẩm vật cúng dường trong cái ngày giờ cúng dường trai tăng của người Phật tử ấy. Và thưa quý Phật tử, vị thiền sư ấy đi đến bước vào trong phòng khách của nhà Phật tử ấy, thấy đồ ăn đã dọn sẵn lên rồi. Và khi mà thấy đồ ăn đã dọn sẵn lên rồi, nào là những đồ ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm và có đầy đủ hương vị của một bữa cơm cúng dường trai tăng thịnh soạn bằng tấm lòng quý kính của người Phật tử. Và ngay trong giờ phút đó, quý Phật tử biết sao không? Cái bụng của cái vị thiền sư ấy và nó đói, tại vì sáng chưa uống nước trà cũng như chưa ăn một cái bánh bao nào hết, cho nên bây giờ ngồi trước một cái bàn ăn cơm đồ ăn thịnh soạn như thế đó, bụng bảo đói quá rồi. Nhưng mà thưa quý Phật tử, chưa đến giờ làm lễ cúng dường trai tăng cũng như là chưa được cái sự mời mọc của gia chủ, thì trên nguyên tắc đâu thể rằng mình ăn ngang xương như thế đó được, ăn một cách vô phép như vậy là không có được, không có đúng pháp. Nhưng mà vì đói bụng cho nên ngồi vào trong cái bàn ăn cơm trước mặt của mình đó, cái cánh tay phải nó đưa ra, nó giơ lên bóc một miếng đồ ăn, là ý là muốn ăn rồi đó. Nhưng mà khi cánh tay phải nó bóc một cái miếng đồ ăn trên cái bàn đồ ăn ấy, thì tâm tư thiện nó chợt nảy sinh khởi lên, cánh tay trái vội vàng nắm cánh tay phải lại, và vị thiền sư ấy la lên nói: "Ăn trộm, ăn trộm, tôi đã bắt được ăn trộm rồi." Khi mà nghe nói như thế đó, người nhà chạy ra coi thì ra cánh tay trái đang nắm cánh tay phải và miếng đồ ăn còn đang nắm trên cánh tay phải đó, trên bàn tay phải đó. Câu chuyện ấy cho chúng ta hiểu được rằng trong tâm của con người có cái thiện cũng có cái bất thiện, có cái tốt nhưng cũng có cái không tốt, có cái chân thật nhưng cũng có cái không chân thật lỗi lầm. Và câu chuyện ấy cũng cho chúng ta một sự suy tư lý giải rằng khi mà chúng ta làm một việc gì mà lầm lỗi, ngang trái, không đúng với như pháp, thì cũng ngay khi cái sự lầm lỗi không đúng như pháp ấy, trong tâm của chúng ta cũng dấy khởi lên một cái ý nghĩ chân thật, những điều thánh thiện. Và để rồi từ chỗ đó sự suy nghĩ chân thật thánh thiện ấy nó cản mình lại, mà nó không cho mình tiếp tục bước tới để bị sai lầm. Và thưa quý Phật tử, ai trong chúng ta cũng đều có hai cái tâm đó hết, có cái tâm chân thật và có cái tâm không chân thật, có cái tâm thiện và có cái tâm bất thiện. Thì tự thân của vị thiền sư kia cũng không khác.
Và khi những người nhà chạy ra thấy như thế đó, cánh tay phải bị cánh tay trái nắm lại. Và tự nhiên những người trong nhà hiểu được là ý thiền sư muốn giảng dạy điều gì. Cho nên ngang qua câu chuyện nhà thiền ấy, chúng ta phải học cái học của vị thiền sư kia, để chúng ta thấy khi nào là cái tâm thiện chúng ta dấy khởi lên, và khi nào chúng ta thấy cái tâm bất thiện dấy khởi lên, hay là ý chỉ ở nên câu chuyện ấy là chúng ta phải biết ngăn ngừa, chúng ta phải biết phòng hộ nơi cái việc làm của mình. Nếu mà việc làm đó nó đưa đến cái thiện, đưa đến cái tốt thì chúng ta làm. Còn nếu mà nó đưa đến một cái bất thiện, một cái không lành thì chúng ta dừng tay đứng lại. Và chúng tôi kể câu chuyện của vị thiền sư ấy, chúng tôi chợt nhớ đến cái bài kinh là Thừa Tự ở trong Trung A Hàm, là kinh Thừa Tự. Đức Phật dạy rằng chúng ta là người con Phật, chúng ta là người tu hành theo những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn và kính trọng giáo pháp, thì người tu hành đó, người đệ tử của Phật đó phải là thừa tự giáo pháp chứ không phải là thừa tự tài vật. Thừa tự giáo pháp có nghĩa là chúng ta nghe giáo pháp rồi, chúng ta hành trì giáo pháp rồi, chúng ta tu tập trên cái tinh thần giáo pháp ấy để giáo pháp ấy được trường lưu, để cho giáo pháp ấy luôn tuôn chảy hôm nay và mãi mãi đến vô tận trong tương lai, gọi là thừa tự giáo pháp. Mà khi chúng ta hiểu được tinh thần thừa tự giáo pháp rồi thì chúng ta không có cái tâm nào gọi là thừa tự tài vật. Mà câu chuyện ấy ở trong kinh A Hàm được gọi là bản kinh Thừa Tự, có hai vị tỳ kheo vân vân và vân vân. Và quý Phật tử đọc vào trong kinh Thừa Tự thì nghe những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn. Và thưa quý Phật tử, đó là câu chuyện thứ nhất, kể cho quý Phật tử nghe cho nó vui chút. Câu chuyện thứ hai là một hôm cái vị sư phụ ấy gọi người đệ tử đến. Sau khi người đệ tử đến đảnh lễ sư phụ của mình rồi ngồi xuống một bên, và vị sư phụ ấy nói: này con, nếu ở trên bàn kia là một thỏi vàng và nếu bên bàn bên này là một đống đất nhầy nhụa, thì con thấy rằng cái nào nó quý hơn? Cái thỏi vàng để bên bàn bên kia nó quý hơn, hay là một cái đống bùn nhầy nhụa ở bên bàn bên này nó quý hơn? Thì người đệ tử ấy và bạch sư phụ: cái thỏi vàng ở bên bàn bên kia nó quý hơn chứ, còn một cái đống bùn nhầy nhụa ở bên bàn bên này sao bằng quý giá bằng cái thỏi vàng bên kia? Vị thầy nghe người đệ tử nói như thế đó, và vị thầy mỉm cười, và vị thầy ấy nhẹ nhàng nói rằng: nếu con hay là bất cứ ai mà chỉ cần thay đổi cái tâm tư một chút xíu thì sự vật nó sẽ khác đi. Qua câu nói của vị sư phụ ấy, người đệ tử hiểu được rằng ý sư phụ muốn nói gì, và muốn
Mình phải thay đổi tâm tư một chút thì sự vật nó sẽ có giá trị một cách cụ thể hơn. Là khi mà mình mới nhìn qua thì mình cho đây là thỏi vàng, là đồ quý, còn kia là một vũng bùn lầy nhầy nhụa thì không quý. Và vị sư phụ giải thích thêm, nếu trong vai trò, trong vị trí của một hoa sen thì đống bùn nhầy nhụa kia là điều đáng quý của hoa sen. Và nếu là một người nghèo cùng khốn khổ trong một hoàn cảnh thiếu thốn thì cái thỏi vàng kia là điều đáng giá, có giá trị cho người nghèo khổ, đói cơm, rách áo. Nhưng nếu mà thỏi vàng ấy mà đã nằm trong một cái hoàn cảnh, mà hoàn cảnh ấy như chúng tôi tạm đưa ra một cái hình ảnh, như tạm đưa ra một cái hình ảnh đó là hình ảnh của chiến tranh đang chạy giặc, là một cái hoàn cảnh đang gặp phải một cái nạn đói khát ráo riết hoành hành con người, thì một chén cơm, một bát nước, một tô cháo mới là quý giá, mới là quan trọng cho sự đói cơm khát nước. Và từ chỗ đó mà như lời của vị sư phụ kia nói, là con người chỉ cần thay đổi cái tâm tư suy nghĩ một chút thì tất cả mọi sự vật đều phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, với cái vai trò của mình, với cái vị trí của mình, nó có giá trị thực tế ở nơi đó. Ngang qua hai câu chuyện trong đời sống bình thường của con người chúng ta, mà chúng ta thường nghe nói rằng tất cả đều chỉ là tương đối trong đời sống, mà nó không có cái gì tuyệt đối hết. Không có cái gì tuyệt đối hết. Nếu hoàn cảnh ngày hôm nay mà chúng ta phải ở nhà liên tục suốt một năm qua, thì thưa quý Phật tử, những con người ở trong nhà suốt một năm qua, chúng ta cũng làm được rất là nhiều việc cho tự thân của chúng ta. Chúng ta cũng làm được rất nhiều lợi ích cho tự thân của chúng ta. Dẫu biết rằng so với những năm tháng trước chúng ta tự do hơn, chúng ta đi lại một cách thoải mái hơn, nhưng mà quý Phật tử cũng nên hiểu rằng nhiều khi cuộc sống tự do của chúng ta một cách thái quá thì sự tự do ấy nó cũng không đem lại một đời sống hạnh phúc, bình yên và an lạc. Và chúng ta nghĩ rằng một cái đời sống mà bị trói buộc, một cái đời sống mà không có tự do, nhưng trong cái sự sống không có tự do và bị trói buộc đó, nếu chúng ta thay đổi tâm lượng của chúng ta một chút thì chúng ta cũng thấy được rằng cái môi trường đó, cái hoàn cảnh đó là một điều kiện tốt để cho chúng ta làm những việc gì với cái hoàn cảnh, môi trường ở trong gia đình của chúng ta. Nhiều khi chúng ta bận rộn, nhiều khi chúng ta đi đứng tự do quá rồi, ngay khi chúng ta cũng quên với chính mình. Còn nhiều khi chúng ta bị ràng buộc, nhiều khi chúng ta bị giới hạn, nhưng mà sự giới hạn và ràng buộc đó cũng giúp cho chúng ta nhớ lại những gì mà chúng ta đã quên, cần làm những gì mà chúng ta cần làm. Do vậy đó mà quý Phật tử đã nghe trong nhà Phật của chúng ta có hai chữ là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Trong cái cộng nghiệp đầy sự đau thương, đầy sự kinh hoàng, khốn cùng,
khổ cực. Nhưng mà cũng có một số người họ biệt nghiệp, có nghĩa là họ cũng sống trong hoàn cảnh đó, nhưng mà tâm tư của họ được an lạc, họ biết thay đổi cái tâm tư của họ, họ biết thay đổi cái nhìn của họ, và họ biết chấp nhận những gì mà cái họ đang có, mà họ không có dông dũi tìm cầu một cách thái quá, để rồi mỗi gối chồm chân mà họ phải thất vọng trên cái đường đời của sự sống. Họ biết dừng chân đứng lại, họ biết thay đổi cái nhìn. Mà khi mà họ thay đổi cái nhìn, họ biết dừng chân đứng lại, thì đó chính là niềm an lạc của con người. Chúng ta nghe qua hai câu chuyện thiền để chúng ta có thể áp dụng cái nhìn, áp dụng cái tâm tư, chúng ta đổi cái nhìn của chúng ta lại một tí xíu, thì chúng ta sẽ có được sự an lạc, hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta không có dừng chân đứng lại, chúng ta không biết thay đổi cái nhìn của chúng ta một chút, thì chúng ta cũng gặt hái bao nhiêu sự tang thương như bao nhiêu người khác mà họ không có một cái thời gian hoặc là một cái điều, một cái thiện duyên để học Phật pháp. Còn chúng ta là người Phật tử có được cái duyên lành để học được Phật pháp, thì quả thật rằng đó là cái chất liệu, là cái hương vị mà chúng ta đang xông ướp cho cái tâm tư của chúng ta được thơm, được nhẹ nhàng, được an lạc. Cho nên phải nói rằng chúng ta phải cảm ơn giáo pháp, chúng ta cảm ơn những tinh thần Phật pháp và Đức Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng ta nghe. Và từ cái sự giảng dạy ấy, chúng ta thầm lặng chiêm nghiệm, suy tư để chúng ta có được một lẽ sống chân thật, êm đềm mà không quá ư trong sự bon chen, trong sự ưu sầu khổ luyện. Cho nên giáo pháp là một chất liệu mà như bao nhiêu lần đã thưa với quý Phật tử, có một cái năng lực giúp cho con người đi bằng đôi chân vẫn vững chãi trên cuộc đời này, trong xã hội này. Mà con người có được đôi chân giáo pháp vững chãi ấy, thì con người ấy làm chủ trong mọi tình cảnh, trong mọi trạng huống của cuộc sống, mà không vì một cái danh, không vì một cái lợi, không vì một cái tham, không vì một cái sân, mà đánh mất cái cõi lành của mình, cái tâm thiện của mình, cái ý tốt của mình, cái tinh thần phụng sự của mình. Khi mà mình có giáo pháp ở trong tâm, mình có học hỏi Phật pháp ở trong lòng, thì dù cho chúng ta đối diện với một cái hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn thấy lòng an vui, bởi vì chúng ta hiểu được Phật pháp. Do vậy mà chúng ta đi vào trong nội dung của kinh Duy Ma Cập tiếp theo trong những ngày giảng hôm trước. Kính thưa quý Phật tử, pháp không có phân biệt vì lìa các thức, pháp không có so sánh vì không có tương đãi, pháp không thuộc nhân vì không ở trong duyên. Quý Phật tử thấy không? Đó là những thuật ngữ, những ngôn ngữ của kinh Duy Ma Cập. Nhưng mà nếu khi nói ngang qua những cái phạm trù, những cái bối cảnh, những cái thời thuyết pháp của Đấng Thế Tôn
ngang qua những pháp hội của Kinh Lăng Già, của Kinh Đại Bảo Tích, của Kinh Pháp Hoa, của Kinh Niết Bàn, Hoa Nghiêm, vân vân, thì nó chuyển tải qua một cái loại ngôn ngữ khác. Mà như ngôn ngữ của một vị luận sư nổi tiếng thời xưa, đó là Ngài Vô Trước Thế Thân, Ngài Long Thọ Bồ Tát, thì những ngôn ngữ của Ngài Long Thọ Bồ Tát ấy là nói tất cả các pháp đều không sunyata, là tất cả các pháp đều rỗng không, trong ruột của nó không có một cái gì hết, nó rỗng không, cho nên gọi là tánh không. Nhưng mà khi ngang qua những cái lời giảng dạy của các vị luận sư sau này thì nói rằng tất cả các pháp đều là vô thường, tất cả các pháp nó không có tự tính duy trì và bảo tồn với chính nó, tất cả các pháp đều là như huyễn, như mộng, như ảo, tất cả các pháp như là pháp hữu vi đều là sinh, đều là diệt, vân vân. Dạ, thưa quý Phật tử, là như vậy đó. Nhưng mà cái cốt lõi của giáo pháp nó vẫn là một thôi, nó không có hai. Pháp không có phân biệt vì lìa các thức, pháp không so sánh vì không tương đãi, pháp không thuộc nhân vì không ở trong duyên, pháp đồng pháp tính vì nhập vào các pháp, pháp đi theo như vì không có gì để đi theo, pháp trụ thực tế vì không động các biên, pháp không dao động vì không y sáu trần, pháp không đến đi vì thường không trụ, pháp thuận với không tùy theo vô tướng, và ứng với vô tác, pháp lìa đẹp xấu, không tăng không giảm, pháp không sinh diệt, pháp không chỗ về, pháp không chỗ vượt qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Tất cả những ngôn ngữ này trong kinh Duy Ma Cập, nếu mà chúng ta đọc vào trong kinh Bát Nhã thì chúng ta sẽ thấy cái ý kinh nó không khác như là ý kinh của kinh Bát Nhã vừa rồi đã trình bày. Vậy thì ở trong phạm trù, trong lãnh vực của kinh Duy Ma Cập dùng những ngôn ngữ khác, những ngôn ngữ ấy như là pháp không thuận với không tùy vô tướng, pháp không trụ nơi vô tác, pháp lìa đẹp xấu, pháp không tăng giảm, pháp không sinh diệt, pháp không chỗ về, pháp không chỗ vượt qua tất cả các mắt tai mũi lưỡi, tức là ngang qua lục căn, lục trần và lục thức. Nhưng mà nếu chúng ta đọc qua văn phong của Bát Nhã thì chúng ta sẽ nghe các pháp làm sao? Sắc sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân vân và vân vân. Nhà ngôn ngữ nó có khác, văn phong nó có khác, nhưng là ý chỉ ở trong kinh thì nó không có khác, nó chỉ thay đổi trên lãnh vực của ngôn ngữ văn chương mà thôi. Nếu mà chúng ta hiểu được như thế đó thì quả thật rằng cái ý mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, mà chúng ta thường hay nói tinh thần giáo pháp là một tinh thần viên dung vô ngại, là tinh thần viên dung mà nó không có sơ suất một chút nào hết, mà không phải là những lời thuyết pháp của chư Phật nó viên dung vô ngại, mà kể cả lời nói của chư tổ như là Lục Tổ Huệ Năng, mà Lục Tổ Huệ Năng đã nói rằng đâu ngờ rằng các pháp từ trước đến nay nó đều không sinh không diệt, đâu ngờ rằng tự tánh con của chúng sinh từ trước đến giờ là nó vốn dĩ thanh tịnh, còn nhiều nhiều nữa thưa quý Phật tử. Đó là Lục Tổ Huệ Năng nói đó. Đâu ngờ các pháp từ trước đến giờ nó không có tăng, nó không có giảm, đâu ngờ rằng tự tánh của chúng sinh là nó như như, nó bất động, đâu ngờ, đâu ngờ, đâu ngờ, bao nhiêu cái đâu ngờ. Quý Phật tử thấy chưa? Dạ, chư tổ nói như vậy đó. Cũng như là tổ Vạn Hạnh Thiền Sư, cái dòng thiền, cái vị tổ sư của con người Việt Nam, nhà của con người Việt Nam,
cũng nói rằng thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu phu. Quý Phật tử thấy tinh thần tu chứng của các vị thiền sư chưa? Vậy thì tinh thần tu chứng của các vị thiền sư cũng ngang qua những tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn. Và tinh thần tu chứng của các vị thiền sư, mà các vị thiền sư đó ở Việt Nam, hay thiền sư đó ở Trung Hoa, hay thiền sư đó ở nơi Tây Tạng, thưa quý Phật tử, đều giống như nhau, đều như một hết. Không có một sự sai khác nào trên tinh thần tu chứng của các vị thiền sư ngang qua dân tộc và quốc gia đâu. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo huyền bi, Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo mới thật tu, mới thật chứng. Còn Phật giáo Việt Nam á, dạ, không có tu, không có chứng. Và dạ, nếu quan niệm và nhận định như vậy thì quả thật rằng dạ, nó quá ư là lệch lạc trên cái con đường tu chứng của lịch đại tổ sư Phật giáo Việt Nam. Trên dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam cũng có các vị thiền sư lỗi lạc, của các vị Bồ Tát lỗi lạc, vì hạnh nguyện độ sinh, đi vào đời để độ sinh, vì tinh thần tu chứng mà các vị thiền sư. Nếu ai trong chúng ta chịu khó đọc lại cái dòng lịch sử của Tuệ Trung Thượng Sĩ thì quý Phật tử sẽ thấy được rằng tâm tư tu chứng của Tuệ Trung Thượng Sĩ như thế nào. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng cứ mãi nghiên cứu theo cái dòng lịch sử Phật giáo của các quốc gia, của các dân tộc, mà rồi chúng ta bỏ quên đi cái tinh thần tu chứng và nghiên cứu qua cái tinh thần tu chứng của các vị thiền sư ngang qua cái dòng lịch sử, lịch đại tổ sư từ thuở đầu đời của chư vị thiền sư Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, dạ, Mâu Tử, Lý Hoạt Luật, vân vân. Và nếu ai trong chúng ta chịu khó nghiền ngẫm đọc lại cái dòng thiền của Phật giáo Việt Nam thì chúng ta thấy được rằng bao nhiêu vị thiền sư trên con đường đã tu chứng và làm lẫy lừng hưng thịnh cái dòng thiền của Phật giáo Việt Nam và dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Chứ nhiều khi chúng ta nghiên cứu và chúng ta đọc những cái dòng lịch sử của Phật giáo các quốc gia, các dân tộc, rồi chúng ta quên đi cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam, hay là chúng ta không có chịu khó nghiên cứu một cách tường tận trên cái dòng thiền Phật giáo Việt Nam, thì điều đó là một điều dạ thiếu sót. Chúng ta cần phải suy tư hơn nữa, chúng ta cần phải trở về lại cội nguồn hơn nữa, chúng ta phải bỏ công lao, thời gian, công sức để chúng ta đọc lại cái dòng thiền của chư vị lịch đại tổ sư của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được bao nhiêu tinh thần tu tập chứng đắc vượt thoát mà các vị thiền sư ngang qua các triều đại, Đinh Lê Lý Trần, và kể cả ngày hôm nay nữa, kể cả ngày hôm nay nữa. Nếu ai trong chúng ta ngày hôm nay mà chịu khó đọc lại những bài thơ văn của Ôn Tuệ Sĩ, chúng ta chịu khó đọc lại những bài thơ văn của Ôn Trí Thủ, chúng ta chịu khó đọc lại những bài thơ văn và những cái bản kinh, bản luận, bản luật mà đã tác thành những tác phẩm của Ôn Thiện Siêu, những bản dịch thuật Đại Tạng Kinh của Ôn Minh Châu, và thưa quý Phật tử còn nhiều nhiều nữa, thì chúng ta có nhắc tâm cúi đầu đảnh lễ các bậc kỳ túc trong cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam hay không? Chứ đừng nói rằng ở dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam đâu có gì đâu, đơn giản quá mà, không có cái gì trên tinh thần tu chứng hết. Nếu ai trong chúng ta mà nói như thế đó thì quả thật rằng chúng ta cần phải nghiêm túc hơn một chút nữa. Chúng ta hãy lắng lòng, trong trẻo thanh tịnh hơn một chút nữa để chúng ta suy tư nghĩ ngợi qua cái hành trạng của các bậc tổ đức
mà các vị trong quá khứ đã qua và chư vị hiện tại đang hành hoạt trên cái con đường hoằng dương Phật pháp. Dẫu biết rằng trên tinh thần tu học nghiên cứu thì chúng ta nghiên cứu dòng lịch sử Phật giáo thế giới, dòng lịch sử của Phật giáo Ấn Độ, dòng lịch sử của Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng, nhưng mà chúng ta phải cũng có một cái nhìn một cách sâu sắc về cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam mà chúng ta không có hời hợt được. Chúng ta không có hời hợt để rồi khi mà chúng ta nói, nhiều khi chúng ta có những sự sơ xuất trên cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam ngang qua tinh thần tu chứng của các bậc thiền sư lỗi lạc kỳ túc trên dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam đó. Thưa quý Phật tử, pháp lìa đẹp xấu, pháp không tăng giảm, pháp không sinh diệt. Dạ, thưa, pháp không có đẹp, không có xấu. Pháp là như thị, là như như bất động. Chứ không có pháp nào đẹp, không có pháp nào xấu, không có pháp nào tăng, không có pháp nào giảm, không có pháp nào sinh, không có pháp nào diệt. Pháp không chỗ về, pháp không có chỗ vượt qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Pháp không cao, không thấp. Pháp thường trụ bất động, pháp lìa hết thảy quan hạnh. Đó là lời giảng, đó là lời nói của Ngài Duy Ma Cập và với Ngài Tôn giả Mục Kiền Liên. Mà thưa quý Phật tử, khi mà Ngài Mục Kiền Liên nghe Ngài Duy Ma Cập nói như thế đó, thiệt như mình á, được nói theo ngôn ngữ như mình nói, thiệt đúng là nghe những lời trưởng giả Duy Ma Cập nói thì mình điếc lỗ tai luôn á. Dạ, mình điếc lỗ tai mờ mắt luôn á, chứ đừng nói là hỏi anh hiểu hay là anh không hiểu, vân vân. Và trong cái trí tuệ của Ngài Duy Ma Cập như thế đó, hay được nói gọi là cái nội hàm kinh điển Duy Ma Cập như thế đó, thì ai có thể có khả năng đi thăm bệnh Ngài Duy Ma Cập được? Dạ, ai có thể có đầy đủ trí tuệ để mà đối đáp với Ngài Duy Ma Cập, hay là nói một cách, hay là nói một cách gọi là xác thực hơn, thì ai là người có khả năng đi hiểu được lời kinh Duy Ma Cập? Mà không hiểu được thì thôi, bạch Đức Thế Tôn, con có khả năng đi thăm bệnh ông ấy đâu, Đức Thế Tôn phải chọn người khác, hãy gọi người khác đi. Dạ. Kính thưa Ngài Mục Kiền Liên, tướng của pháp như vậy thì làm sao có thể diễn giảng được tướng của tất cả các pháp như vậy đó? Bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì làm sao có thể dùng ngôn ngữ để mà thuyết pháp? Bởi vì nếu mà dùng ngôn ngữ thuyết pháp thì rõ ràng rằng có uế, có tịnh, có tăng, có giảm. Bởi vì ngôn ngữ mà, ngôn ngữ của thế gian thì làm sao nó hoàn toàn thanh tịnh được, mà dùng ngôn ngữ của thế gian để thuyết pháp đối với cái pháp bất động, mà dùng cái tương đối để mà giảng giải cái tuyệt đối thì làm sao có thể giảng giải được? Hà quý Phật tử, dùng cái tương đối để mà cắt nghĩa cái tuyệt đối thì làm sao cắt nghĩa được? Dùng cái pháp hữu vi để mà chứng minh, để mà lý giải cái pháp vô vi thì làm sao pháp hữu vi mà có thể chứng minh được cái pháp vô vi, lý giải được cái pháp vô vi được? Cho nên Ngài Duy Ma Cập nói một hơi như thế đó, và Tôn giả Mục Kiền Liên và điếc cái con ráy luôn, nghe không hiểu gì hết, hay là nếu có hiểu cũng không có dám trả lời với trưởng giả Duy Ma Cập. Cho nên ở nơi đây, kính thưa Ngài Mục Kiền Liên, tướng của pháp như vậy làm sao có thể diễn giảng? Thưa Ngài, người thuyết pháp thì không diễn thuyết, không khai thị. Người nghe thì không nghe, không sở đắc. Quý Phật tử thấy không?
Người nghe pháp thì người đó phải có cái tâm là vô sở đắc. Vô sở đắc có nghĩa là không có chỗ bị dính mắc, không có chỗ cho rằng mình đã thủ đắc được cái lời nghe giáo pháp ấy. Bởi vì nếu mà chúng ta còn có cái tâm sinh ra cái chỗ sở đắc của cái lời nghe thuyết pháp ấy, có nghĩa là chúng ta còn bị dính mắc. Mà chúng ta bị dính mắc là chúng ta bị hãm nịch. Mà chúng ta bị hãm nịch có nghĩa là chúng ta không có tự tại giác ngộ giải thoát được. Và thưa quý Phật tử, cái ý nghĩa nó là như vậy đó. Cho nên chúng ta phải ly khai hết. Chúng ta phải không còn có một chỗ nào mướt níu và dính mắc. Mà đã nói rất là nhiều lần ở trong kinh Kim Cang nói đó, nếu mà ngày nào mà chúng ta còn bị dính mắc bởi bốn tướng, đó là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thì ngày đó chúng ta vẫn còn nằm trong thế giới của tương đối, của đối đại. Rõ ràng nó là như vậy đó thưa quý Phật tử. Cho nên chúng ta chịu khó tụng kinh Kim Cang, chúng ta chịu khó đọc kinh Lăng Già Tâm Ấn, chúng ta chịu khó tụng kinh Niết Bàn. Nếu mà chúng ta không có tụng thì chúng ta nên đọc. Chúng ta đọc kinh Niết Bàn để chúng ta hiểu những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn ở trong đó như thế nào. Chúng ta chịu thưa quý Phật tử, thôi đừng nói như chi những bộ kinh lớn, chúng ta không đọc hay là không có thì giờ hay là gì đó, với cái nhân duyên của mỗi người. Bây giờ chúng ta đọc kinh Pháp Cú kia nè. Quý Phật tử đọc trong kinh Pháp Cú, quý Phật tử sẽ thấy là cũng như là giảng dạy của Đấng Thế Tôn, nó đơn giản, nhưng mà trong sự đơn giản đó, nó đã diễn tả, nó đã nội hàm một cái chân lý sâu xa, thâm diệu ở trong đó và thực tế trong đời sống hàng ngày. Như là câu kinh Pháp Cú nói rằng, nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó đánh tôi, nó cướp phá đồ đạc của tôi. Mà khi mà nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó đánh phá, nó cướp phá đồ đạc của tôi, thì tôi cũng phải mắng chửi lại nó, đánh phá nó, cướp giật đồ đạc của nó lại. Mà thưa quý đệ, nếu mà ai mà nuôi dưỡng cái tâm hiềm hận như thế đó thì trọn đời không có nguôi được, trọn đời không có thể chấm dứt được sự ấu đả, sự tranh chấp với nhau. Tại vì nó mắng tôi, nó chửi tôi thì tôi cũng phải mắng lại nó, chửi lại nó. Thì cứ như thế dây dưa không bao giờ chấm dứt. Trong kinh Pháp Cú dạy như vậy đó thưa quý Phật tử. Đừng nói là những bản kinh cao xa như là Hoa Nghiêm, như là Thủ Lăng Nghiêm, như là Lăng Già Tâm Ấn, vân vân. Chúng ta đọc kinh Pháp Cú đó, chúng ta thấy nó cụ thể, nó dễ hiểu và rõ ràng những sự kiện trong đời sống hàng ngày. Hoặc là những câu Pháp Cú nói rằng hận thù không thể diệt được hận thù, mà hận thù diệt được chỉ có lòng từ bi mới diệt được, thì đó là định luật ngàn thu. Không có một định luật nào mà đem hận thù có thể dập tắt được hận thù. Nếu chúng ta đem hận thù để mà dập tắt hận thù thì điều đó là điều mộng tưởng. Còn nếu mà chúng ta đem lòng từ bi để mà làm vơi đi sự hận thù thì đó là định luật của ngàn thu. Định luật ngàn thu là luôn luôn lúc nào đem cái lòng yêu thương, khoan dung, độ lượng để mà cởi mở cái hận thù thì hận thù mới dập tắt. Còn hận thù làm sao có thể diệt được hận thù? Anh đánh tôi một cái, tôi đánh lại anh một cái. Anh tát tôi hai cái, tôi tát lại anh ba cái, làm sao có thể hận thù được, tiêu tan được. Cho nên Đức Thế Tôn đã nói trong kinh Pháp Cú một cách rõ ràng như vậy đó thưa quý Phật tử ơi. Nếu mà quý Phật tử nào có thì giờ cứ dở kinh Pháp Cú ra mà đọc và chiêm nghiệm những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn trong kinh Pháp Cú đó, thì quả thật rằng đó là một hạnh phúc hiện tại ở trong đời này. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng những cái bản kinh đó, những lời Đức Phật đó
giảng dạy đó nghe nhiều lần quá rồi, đâu có cái gì mới mẻ đâu. Bây giờ chúng ta phải học kinh Hoa Nghiêm, chúng ta phải và học kinh gọi là Bát Nhã. Thưa quý Phật tử, học được thì tốt chứ không phải là sao hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta dở những cái bản kinh nho nhỏ mà nó chỉ có 400, dường như 424 câu sao á, 442 câu sao á, và chúng ta đọc đó là chúng ta thấy được rằng những bài kệ nho nhỏ như thế đó mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy hàm tàng bao nhiêu kinh điển, mà kinh điển ấy để diễn tả một đời sống thực tế con người của chúng ta. Và trong kinh Pháp Cú, và giới thiệu đến quý Phật tử kinh Pháp Cú, và quý Phật tử vui lòng đọc đi, quý Phật tử vui lòng đọc đi bản dịch của Hòa Thượng Thiện Siêu, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nếu quý Phật tử nào mà không đọc được tiếng Việt, nhất là thế hệ trẻ, quý Phật tử cứ đọc vào trong bản kinh của Hòa Thượng Minh Châu, trong đó nó tiếng Anh song ngữ, một bên là tiếng Việt, một bên là tiếng Anh. Và quý Phật tử cứ đọc vào trong những bản tiếng Anh và có đối chiếu bản tiếng Việt thì quý Phật tử sẽ thấy rõ được cái nội dung của kinh Pháp Cú giảng dạy cho con người những gì ở trong đó. Dạ, hay lắm thưa quý Phật tử. Nghe Duy Ma Cật nói pháp này xong, 800 cư sĩ đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Bạch Đức Thế Tôn, con không có biện tài nên không đủ khả năng để đi thăm trưởng giả Duy Ma Cật. Đó là sự từ chối thứ hai. Ngài Xá Lợi Pháp đã từ chối rồi, bây giờ Ngài Mục Kiền Liên cũng từ chối. Vậy thì hai vị đại đệ tử dẫn đầu trong thập đại đệ tử của Đấng Thế Tôn mà không có khả năng đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật thì có ai mà dám đi nữa. Cho nên Đức Thế Tôn đã mời tiếp những vị thánh đệ tử sau, nhưng mà rồi các vị thánh đệ tử sau cũng từ chối. Nhưng mặc dù từ chối nhưng chúng ta vẫn học để coi thử rằng lý do nào các vị thánh đệ tử đã từ chối, đã tiếp tục từ chối. Thứ ba, Phật nói với Maha Ca Diếp. Khi nói đến cái thân tướng của Ngài Maha Ca Diếp thì quý Phật tử đã nghe qua cái tiểu sử của Ngài Maha Ca Diếp, cũng như là cái hành trạng tu tập của Ngài Maha Ca Diếp nó như thế nào. Nó như thế nào? Khi mà Ngài Ca Diếp và mẹ của Ngài Ca Diếp sinh Ngài Ca Diếp ra thì trong nhà nó sáng rực hết đồ đạc và quý báu vàng bạc ngọc ngà có đầy. Cho nên khi Ngài Đại Ca Diếp lớn lên là nhà cửa của Ngài Đại Ca Diếp, tài sản của gia đình Ngài Đại Ca Diếp giàu có sang trọng. Và lớn lên cha mẹ bắt Ngài Đại Ca Diếp, phải đi cưới vợ. Nhưng mà Ngài Đại Ca Diếp đâu có chịu đi lấy vợ đâu. Và không chịu đi lấy vợ và một hai muốn đi tu thôi. Nhưng mà cha mẹ không có bằng lòng. Cái tình trạng này ở trong kinh, trong những cái dòng lịch sử của Phật giáo, thưa quý Phật tử, có rất nhiều cái câu chuyện mà người đó đi tu, người đó phát tâm đi tu, người đó phát tâm đi tu không có muốn ở nhà, không có muốn lập gia đình, nối dõi tông môn, như bao nhiêu tư tưởng của thế thường đã nói, đã thấy. Và các bậc gọi là thượng căn thượng trí đó, quả thật rằng họ đã chứng minh qua một cái đời sống tu tập của họ. Cho nên chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của Angulimala đó thưa quý Phật tử. Câu chuyện Angulimala là một
là một con người thượng căn thượng trí đó. Mà chúng ta thường hay nghe nói, chúng ta thường hay nói là anh chàng vô não. Vô não có nghĩa là con người không có não, con người không có, hay là nói một cách dễ hiểu là con người không có suy tư, con người không có nghĩ ngợi. Nhưng mà thực tế nói như thế đó là sai. Anh chàng vô não là một con người thượng căn thượng trí đó, sống trong cái tinh thần giáo pháp và mong cầu học hỏi tu tập giáo pháp để chứng đắc quả thánh. Cái lòng của anh chàng vô não là như vậy đó, cái tâm tư của anh chàng vô não là như vậy đó, chứ không phải là anh chàng vô não là giết người để rồi chặt lấy ngón tay đeo lên ngón gần cổ để cho có tiếng đồn đó là một tên đại gian đại ác đâu, thưa quý Phật tử. Nhưng mà vì cái tinh thần cầu Phật đạo, nghe lời thầy của mình đã hãm hại. Mà quý Phật tử biết ai hãm hại không? Ai hãm hại anh chàng vô não để anh chàng vô não trở thành một tướng cướp, giết người khét tướng, khét tiếng trong khu rừng ấy không? Câu chuyện nó là như thế này, mà bao nhiêu lần đã thưa quý Phật tử đó không có thời gian để mà kể. Không biết là bây giờ quý Phật tử có bằng lòng nghe hay không? Dạ, quý Phật tử nào bằng lòng nghe đưa tay lên coi, để coi thử là ai là người ám hại anh chàng vô não đó, tức là anh chàng Angulimala đó. Thì thưa quý Phật tử, có một anh chàng thanh niên thông minh tuyệt vời. Một hôm anh đi đến cái vị thầy đó, Bà La Môn giáo ấy, cái những tôn giáo của thời xưa của quê hương Ấn Độ, và anh ta nhất tâm cầu đạo với cái vị thầy đó. Nhưng mà vì cái tấm lòng chân thành của anh cũng như là cái tướng tốt của anh, cái tướng trang nghiêm đỉnh đạt của một con người, nó biểu hiện ra cái hình tướng ở bên ngoài. Thì sau khi được vị thầy nhận làm đệ tử và sống trong những cái ngày tháng gần gũi với thầy để thầy giảng dạy cho. Nhưng mà thưa quý Phật tử, nghiệp một nỗi. Dạ, đây phải nói rằng oan nghiệp. Nghiệp một nỗi là bà vợ của ông thầy đó lại đem lòng thương anh chàng vô não. Dạ, bà vợ của vị thầy, của thầy của Angulimala đó lại đem lòng để ý đến anh chàng vô não. Nhưng mà thưa quý Phật tử, khi mà bà vợ của ông thầy của anh chàng vô não thương anh chàng vô não, thì anh chàng vô não lại không có đối hoài, không có để ý đến cái tình thương yêu của bà vợ của thầy mình. Cho nên từ chỗ đó bà vợ sinh ra cái tâm hiềm khích, sinh ra cái tâm hãm hại, và nghĩ rằng mình đem lòng thương yêu mà tại sao anh chàng thanh niên này lại 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 đối xử với mình một cách tệ bạc bạc bẽo như thế đó. Cho nên bà ta sinh ra cái tâm oán hận, và cái tâm oán hận ấy đã đem trút hết cho người chồng của mình. Và bà ta phỉa chuyện ra, nói đủ điều, nói đủ những chuyện xấu xa về Angulimala để tạo lấy cái sự hiềm khích của chồng mình đối với người đệ tử đó. Và sau khi nghe như thế đó, và cái vị thầy của Angulimala đã nói với Angulimala rằng, nếu mà con muốn tu tập chứng đắc quả thánh thì hãy đi giết người và chặt cái ngón tay út xỏ lại làm thành một tràng hoa ngón tay, đủ 100 ngón tay như thế đó thì con sẽ thành đạt. Và khi Angulimala nghe nói như thế đó mừng quá, bởi vì vị thầy của mình nói mà, chứ đâu phải ai nói đâu, từ nó miệng của vị thầy của mình nói, mà vị thầy đó mình tin tưởng từ trước đến giờ. Cho nên từ chỗ đó mà Angulimala đã từ giã thầy của mình đi vào trong rừng với một cái gươm bén, và những ai đi ngang qua khu rừng đó giết
để chặt lấy ngón tay. Nhưng mà thưa quý Phật tử, bằng cái tâm tư thuần hậu là giết người vì tin tưởng theo lời thầy của mình nói, giết người để được thành bậc thánh, quý Phật tử thấy nó oan nghiệt chưa? Và anh ta cứ nghĩ rằng giết người và chặt lấy ngón tay út sâu thành một tràng, sâu thành một cái vòng hoa, một cái tràng hoa như lời thầy của mình đã nói thì sẽ được đắc quả thánh. Quý Phật tử thấy cái mưu đồ của người vợ của ông thầy Angulimala nguy hiểm ghê gớm chưa? Mục đích là người vợ của ông thầy đó muốn cho Angulimala chết đi. Bởi vì khi mà giết người thì người sẽ giết lại, mà nếu người không giết lại thì cũng sẽ bị vua quan bắt đem về cầm tù. Đó là cái thâm ý của bà vợ. Cho nên sự giết người của Angulimala không phải vì cái tham, không phải vì cái sân, không phải vì cái si, mà là giết người theo như thầy của ông ta giảng dạy là sẽ được bậc thánh. Nhưng mà khi mà cái nghiệp báo nó tới thì nó đã tới. Nhưng nghiệp tới, nhưng mà cái nghiệp báo nó tới rồi thì nó sẽ đi qua. Và quả thật rằng cuối cùng Angulimala được Đức Thế Tôn thuyết pháp, Angulimala được hóa độ, và Angulimala đã thành quả vị A-la-hớn ngay trong đời hiện tại mà câu chuyện đó quý Phật tử đã nghe. Vậy thì khi mà nghe Duy Ma Cật nói pháp này xong, 800 cư sĩ đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Quý Phật tử thấy cái tâm tư của những người cư sĩ Phật tử chưa? Angulimala là một cư sĩ Phật tử, khi xưa là một cư sĩ Phật tử, nhưng mà vì cái tâm cầu tuệ giác vô thượng đó mà làm qua những lời giảng dạy của thầy mình. Nhưng cuối cùng cái tâm mà cầu tuệ giác vô thượng đó, nó đã có khả năng chuyển đổi từ cái mê thành cái ngộ, từ cái bất thiện trở thành cái thiện. Quý Phật tử thấy cái năng lực của tâm nó thiên chuyển chưa? Từ cái tâm ác trở thành cái tâm thiện, từ cái tâm không lành trở thành cái tâm lành. Mà quả thật rằng ngang qua câu chuyện Angulimala là một sự chứng minh cụ thể nhất. Cho nên trong Đại Thừa Phật Giáo, trong kinh điển của Thượng Thừa, và quý Phật tử có đã từng nghe rằng sinh tử tức Niết Bàn, phiền não tức Bồ Đề. Nếu không có Bồ Đề thì không có nếu không có phiền não thì không có Bồ Đề, không có sinh tử thì không có Niết Bàn. Cho nên trước khi chúng tôi đi vào cái phòng giảng này, chúng tôi có đọc một cái bài, mà trong bài đó là của sư ông Nhất Hạnh viết. Nhà sư ông Nhất Hạnh viết và bình giải cái tư tưởng đó. Và sư ông Nhất Hạnh nói rằng không có chúng sinh thì không có Phật, mà không có Phật thì không có chúng sinh. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta phải biết kính trọng Phật, kính trọng chúng sinh. Mà kính trọng chúng sinh ngang qua tinh thần giáo pháp từ bi. Sư ông nói rằng không có chúng sinh thì không có Phật. Dạ. Cho nên phụng sự chúng sinh, tức cúng dường chư Phật là như vậy đó. Chúng ta phải thể hiện cái lòng từ bi ngang qua tinh thần phụng sự. Chúng ta phải giúp đỡ mọi người ngang qua tinh thần phụng sự. Mà ở nơi đây, thật tình cá nhân của chúng tôi, mặc dù chúng tôi không có nói ra, chúng tôi chỉ
âm thầm và im lặng suy nghĩ để có một cái nhìn về những cái việc làm của quý thầy cô, của quý nam nữ cư sĩ Phật tử. Và những việc làm của quý thầy cô đó, của quý nam nữ cư sĩ Phật tử đó, năm hết Tết đến, đã vận dụng cái sự làm việc của mình để có được chút tình tài, tình vật gì đó đem ban phát cho những người vô gia cư, gửi đến cho những người bằng cùng khốn khổ trong cuộc sống, để họ khởi lên một ý niệm vui nho nhỏ trong những ngày xuân. Đó là một việc làm tốt, một việc làm đáng tán thán, mà tự thân của chúng tôi đã thấy quý thầy cô, quý Phật tử đã làm điều đó, cho nên chúng tôi cảm thấy vui mừng. Sự vui mừng đó chúng tôi không có nói ra, nhưng mà chúng tôi thấy được rằng việc làm của quý thầy cô đầy đủ ý nghĩa tình người. Mà chúng ta không có quên những người nghèo cùng khốn khổ đang cần sự giúp đỡ của mình, thì mình phải dang cái đôi tay bằng khả năng của mình để mình giúp đỡ họ trong một cái phần nào. Thì việc làm đó là một việc làm đáng tán dương, đáng tán thán, mặc dù chúng tôi không có nói ra, nhưng mà chúng tôi vẫn âm thầm nhìn thấy được cái việc làm đầy ý nghĩa giữa người với người. Cho nên sư ông đã nói trong một cái bài là không có chúng sinh thì không có Phật. Cho nên chúng ta cần phải tôn trọng chúng sinh. Mà chúng ta tôn trọng chúng sinh có nghĩa là chúng ta tôn trọng Phật. Cho nên ở nơi đây, sau khi nghe Ngài Duy Ma Cật nói pháp như thế, thì 800 cư sĩ đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Quý Phật tử thấy chưa? Cho nên trong một cái pháp hội, trong một cái đạo tràng tu học, 500 người, 1.000 người qua một bài thuyết pháp của các bậc tôn túc, của chư tôn đức tăng ni, biết đâu rằng 500 người đó, 1.000 người, 1.000 thính chúng đó, trong một cái đạo tràng tu học đó, có được một người, hai người tâm tư bùng vỡ, trí tuệ bộc phát, thấy rõ được những lời giảng dạy của chư tôn đức tăng ni, hiểu được tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn một phần nào, tâm linh bùng vỡ, thì ngay khi đó những tâm hồn đó họ đã giác ngộ. Mà quý Phật tử thường hay nghe ngang qua những câu chuyện thiền mà gọi là các vị thiền sư ngộ đó, chữ ngộ đó theo tiếng Nhật Bản gọi là Satori đó, thưa quý Phật tử. Cái tâm linh được bùng vỡ trở thành các vị tổ sư thiền. Nhưng mà trở thành các vị tổ sư thiền đó cũng tiếp tục tu nữa thì mới thành Phật, chứ không phải là thành tổ sư thiền là đã rốt ráo cứu cánh, không phải. Nhưng mà khi mà chúng ta bùng vỡ những lý giải, những cái chướng duyên, những cái sự cản trở trên cái bước đường tu tập mê mờ của mình, thì quả thật rằng điều đó là một cái điều tốt, một điều thánh thiện. Mà như trên tiến trình tu tập của tứ hỏa thinh văn đó, thì trong những cái sự hiểu biết đó, trí tuệ bộc phát đó, được gọi là ngộ đó, Satori đó, thì chúng ta có thể hiểu được rằng đó có thể là bước vào trong dòng thánh thai, tức là quả dự lưu, bước vào trong cái dòng sông của bậc thánh. Bước vào trong dòng sông của bậc thánh.
vào trong cái quả dự lưu, đó là quả thứ nhất trong bốn quả. Rồi tiếp tới là quả Tư Đà Hàm, quả vị đó còn 7 lần sinh tử ở trong thế gian này nữa, tức là còn ở trong thế gian này 7 lần sanh 7 lần chết nữa, để rồi 7 lần sanh và 7 lần chết nó tiến đến cái quả vị A-na-hàm. A-na-hàm gọi là Nhất Lai. Nhất Lai có nghĩa là còn 1 lần sanh và 1 lần chết nữa để tiến tới quả vị A-la-hớn là vô sanh. Vô sanh có nghĩa là không còn sinh tử, không còn sinh ra ở nơi đời sau nữa, nhập niết bàn của quả vị A-la-hớn, tịnh lạc, như nhiên, thanh tịnh, tự tại. Cho nên nói 800 cư sĩ đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ tối thượng. Bạch Đức Thế Tôn, con không có biện tài nên không đủ khả năng đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cập. Đó là lời bộc bạch của tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Quý Phật tử thấy cái tâm tư của các vị thánh đệ tử dễ thương không? Làm được thì nói làm được, không làm được thì nói không làm được, nói một cách thành thật, không có dối, không có nói dối. Cho nên khi mà chúng ta thấy được rằng đời sống của một thinh văn tăng hay là đời sống của một hội chúng, mà hội chúng đó là hội chúng xuất gia thời xưa của Đức Phật và sống một đời sống tĩnh lặng đơn giản, không có nhu cầu cao, và hiến dâng đời mình trên con đường của một thánh giả, đi trên con đường của một bậc thánh, chúng ta thấy thánh thiện như vậy đó. Chính vì vậy đó mà Phật pháp được trường tồn, chính vì vậy vậy đó mà hạnh nguyện độ sinh mỗi ngày được lan xa. Và cho đến ngày hôm nay cũng vậy, đối với các bậc tôn túc, đối với chư tôn đức tăng ni, quý ngài cũng dấn thân trên con đường hoằng pháp, dấn thân trên con đường làm các Phật sự. Dĩ nhiên trong mỗi chặng đường lịch sử nó có những hình dạng khác nhau, trong những chặng đường lịch sử nó có mỗi giá trị khác nhau, nhưng mà cái bản hoài muôn đời của chư Phật thì thôi mình không dám nói rồi, nhưng mà cái bản hoài muôn đời của chư vị lịch đại tổ sư, của chư tôn đức tăng già luôn vững vàng đi bằng đôi chân trên cái con đường hóa độ đó. Chỉ ngoại trừ những cái con người nào mà họ không có cái tâm tư thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, họ không có tâm tư sống vì Phật pháp và đẩy bánh xe pháp thì điều đó không có nói. Còn hầu hết phần lớn chư tôn đức tăng ni đều hiến thân mình cho mạng mạch của Phật pháp, cho tuổi thọ của Phật pháp được trường tồn. Mà một khi mà cúi cái đầu xuống, gội cái đầu nước lạnh bằng xà bông, để cho quý vị bổn sư, ân sư đặt con dao trên đầu mình mà cạo mái tóc xanh đó, thì kể từ ngày hôm đó mình phát nguyện hiến trọn đời mình trên con đường tu tập. Dù rằng cả một cái quãng đời của mình đã tu tập từ thuở nhỏ, 9 tuổi, 10 tuổi, cho đến ngày cuối cùng xả bỏ báo thân, trên con đường tu tập đó chứng đắc được điều gì chưa biết. Nhưng mà ít ra đời mình cũng đã dọn thân của mình sống trong chốn thiền môn, ăn chay niệm Phật,
Dù biết rằng công quả nó chưa thuần thục, hay là nó chưa được chín mùi, hay là nó chưa có đến lúc, nhưng mà dẫu sao đi nữa, hạt giống Phật cũng đã trồng sâu trong tâm thức của mình. Mà khi hạt giống ấy được trồng sâu trong tâm thức của mình, thì chắc hẳn rằng một ngày nào đó hạt giống ấy sẽ được lớn lên, sẽ được đôn cành kết lá, chắc chắn không chạy đâu khỏi hết. Thưa quý Phật tử, khi mà quý nam nữ cư sĩ Phật tử có niềm tin kính cẩn trong Phật Pháp, gieo hạt giống Phật trong đất tâm của mình rồi, thì không sớm thì chày, hạt giống ấy sẽ mọc lên cho một cái thân cây bồ đề, tàn lá xanh tươi mát. Mà chúng ta thường nghe trong bài kệ, trong bài sám quý ngài phục nguyện, là như là cây bồ đề sồ sổ che mát cả nhân thiên. Dạ, chứ không phải là chỉ che mắt một người hai người đâu, che mắt cả nhân thiên, làm an lạc và hạnh phúc cả xóm làng dân dã. Quý Phật tử thấy con đường tu tập quan trọng chưa? Cho nên 800 cư sĩ đã phát tâm cần cầu giác ngộ tối thượng, chứ không phải là qua một cái đạo tràng tu học, qua một cái pháp hội thuyết giảng. Và chúng ta đừng nghĩ rằng tại sao sau cái thời thuyết giảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ của mình rồi, mà không thấy ai nói năng gì hết trơn hết rồi, không thấy ai tỏ ngộ, không thấy ai thành bậc thánh gì hết. Thưa quý Phật tử, thành bậc thánh mình đâu có biết được. Và trong 1.000 người, trong 1.000 thính chúng đó, đã có được 1 người, 2 người, 5 người, 10 người rũ bỏ được một số phiền não nào đó, phát tâm và cầu đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, tự nó thâm tâm của họ được ung đúc qua lời giảng dạy của chư tôn đức tăng ni đó. Cho nên và chúng ta cứ vững lòng, vững lòng qua 2 lãnh vực, qua 2 thành phần nhân sự: vững lòng của người thuyết giảng. Dẫu biết rằng nhiều khi chúng ta thuyết giảng và có những cái điều mà chúng ta không có diễn giảng một cách rốt ráo, nhưng xin đừng nói sai lời Phật dạy mà thôi. Còn nói rốt ráo cứu cánh của lời giáo pháp ấy, thì nhiều khi tự thân của người thuyết giảng cũng chưa có khả năng để mà diễn giảng một cách rốt ráo tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng mà đừng có nói sai, đừng có ngụy biện thì thôi. Mình đem hết cả cái tấm lòng của mình ra thuyết pháp. Và thành phần nhân sự thứ hai là người nghe pháp. Người nghe pháp cũng đem hết cả một tấm lòng thuần hậu của mình để nghe pháp, mà không có bắt bẻ, không có chia chẻ, không có nhà qua cái lời thuyết pháp của chư tôn đức tăng ni đó, mà chúng ta đem cái lòng thuần hậu thanh tịnh, lắng lòng để nghe giáo pháp, mà chúng ta không có bắt bẻ, chúng ta không có lý sự, đem cái niềm tin ấy để mà nghe giáo pháp. Cho nên cả 2 người, người thuyết pháp và người nghe pháp, phải trang trải cái lòng thành thật của mình, chân thành của mình. Người thuyết pháp thì cầu mong rằng thuyết đúng như lời Phật dạy, không thêm không bớt. Nếu mà có diễn giải thì cũng phải diễn giải trên tinh thần giáo pháp đó. Và người nghe pháp cũng trải cái tấm lòng chân thật thành kính của mình để nghe được những lời giảng dạy của chư tôn đức tăng ni, mà lấy đó làm hành trang tư lương trong cuộc sống của mình, đem lại sự an lạc và hạnh phúc ngay trong đời hiện tại. Cho nên cả 2 đều quan trọng hết. Người thuyết pháp quan trọng đã đành, mà người nghe pháp cũng quan trọng.
Vậy thì khi mà 800 cư sĩ đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng, cho nên bạch Đức Thế Tôn, con không có khả năng để đi thăm bệnh ông ta. Khi mà Đức Thế Tôn nghe Ngài Mục Kiền Liên nói như thế đó, Đức Thế Tôn và làm thinh không nói gì hết. Và Đức Thế Tôn tiếp tục và sai một người thứ ba, đó là Tôn giả Maha Ca Diếp. Ông hãy đi thăm bệnh Duy Ma Cập. Maha Ca Diếp bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không đủ khả năng để đi thăm bệnh ông ấy đâu. Vì sao vậy? Nhớ lại có lần con đang khất thực nơi xóm nghèo. Duy Ma Cập đến nói: Kính thưa Ngài Maha Ca Diếp, có tâm từ bi mà không rộng khắp, nên Ngài bỏ nhà hào phú mà xin ăn ở nơi nhà bằng hàng. Ngài Duy Ma Cập nói như vậy đó. Đáng lý ra đi khất thực thì người nhà giàu, người nhà nghèo gì mình cũng phải thứ để khất thực chứ, tại sao mình lại đi khất thực nơi xóm nhà nghèo, còn xóm nhà giàu thì mình không đi khất thực. Mà mình nếu không đi khất thực xóm nhà giàu thì xóm nhà giàu đó làm sao họ có được phương tiện, họ có được cơ duyên để họ tiếp tục gieo trồng cái hạt giống phước của họ. Như vậy thì tại sao Ngài Maha Ca Diếp đi khất thực xóm nghèo không, không đi xóm thực, không khất thực xóm giàu? Mà quý Phật tử biết rằng tinh thần khất thực của Đức Thế Tôn là thứ đệ khất thực. Thứ đệ khất thực có nghĩa là theo thứ lớp mà khất thực, không phân biệt đây là nhà giàu, không phân biệt đây là nhà nghèo. Nghèo giàu gì cũng đi khất thực hết. Nghèo giàu gì cũng đứng ở trước cửa nhà của người đàn Việt đó, 1 phút, 2 phút, 3 phút gì đó, đứng ở nơi đó, dù cho hay là dù không cho, người đi khất thực vẫn gia tâm chú nguyện cho tín chủ ấy, cho Phật tử ấy được an lạc, được hạnh phúc trong cuộc sống. Còn này, Tôn giả Ca Diếp bưng bình bát đi khất thực ở nơi nhà nghèo, chắc có lẽ Ngài nghĩ rằng họ là người nghèo, cho nên thôi thì bây giờ mình tạo lấy phương tiện để họ gieo cái hạt giống phước vào trong cái ruộng phước. Còn những người kia họ đã giàu quá rồi mà tạo điều kiện họ họ có phước nữa thì họ lại càng có phước hơn nữa. Trong khi đó người nghèo này không có ai để ý tới, hay là chưa có ai tạo lấy cái duyên lành cho người nghèo, kết lấy cái duyên trong Phật Pháp, cái ruộng phước. Cho nên Ngài ôm bình bát mà đi khất thực ở nơi xóm nghèo, mà không có đi khất thực ở nơi xóm giàu. Mà khi mà chúng ta còn có ý nghĩ như thế đó, chứng tỏ rằng chúng ta còn có cái tâm phân biệt, đây là nghèo cần phải khất thực, và kia là giàu chúng ta không cần khất thực. Như vậy là chúng ta có tâm sai biệt rồi. Mà trong Phật Pháp không có tâm sai biệt, cần phải giữ tâm bình đẳng, cần phải có cái tâm bình đẳng. Mà khi mà chúng ta có cái tâm bình đẳng, tức là chúng ta không có vướng mắc, bị hãm nịch, bị trì trệ bởi cái giàu và cái nghèo đó. Hay là nói một cách gọi là lạc tích cực hơn nữa, là không có dính mắc bởi hai cái bên, tức là nhị biên. Hai bên. Quý Phật tử thấy chưa, Ngài Ma Ca Diếp mà còn bị Ngài Di Ma Cập đặt vấn đề lập luận như thế đó, làm sao Ngài Ma Ca Diếp trả lời cho được? Cái ý của mình là mang bình bát đi khất thực xóm nghèo là mục đích để tạo lấy cái phước duyên cho người nghèo, mà cũng bị Ngài Duy Ma Cập trình bày như thế đó, biện luận như thế đó. Thưa Ngài Ca Diếp, an trụ nơi pháp bình đẳng thì nên hành khất thực theo thứ lớp. Quý Phật tử thấy chưa, bao nhiêu lần đã nói đó, tinh thần của Đức Phật là tinh thần khất thực, thứ lớp khất thực, thứ đệ khất thực. Cho nên ở nơi đây Ngài Duy Ma Cập nói rằng: Thưa Ngài Ca Diếp, an trụ nơi pháp bình đẳng
thì nên hành khất thực theo thư luật. Nghĩa là chứng tỏ rằng ngài Maha Ca Diếp không có bình đẳng, tâm không có bình đẳng. Bởi vì tâm không có bình đẳng cho nên khất thực ở nơi xuống nghèo mà không khất thực ở nơi nhà giàu. Mà trên cái con đường tu tập, ngày nào mà tâm của chúng ta còn phân biệt nhị biên, ngày nào tâm của chúng ta còn bị hãm địch bởi cái thường, cái vô thường, cái có, cái không, cái ngã, cái pháp, thì ngày đó chúng ta còn bị lưu chuyển trong tam giới, bởi vì chúng ta còn dính mắc bởi cái hình danh sắc tướng. Cho nên ở nơi đây ngài Duy Ma Cật nói: thưa ngài Ca Diếp, an trụ nơi pháp bình đẳng, có nghĩa là mình phải giữ cái tâm bình đẳng của mình, giàu nghèo gì phải đi khất thực hết, thì nên hành khất thực theo thứ luật. Mà tâm bình đẳng đó là tâm khất thực theo thứ luật. Mình phải hoan hỷ, mình phải chia sẻ, mình phải ý thức được rằng cái việc đi khất thực của mình không phải vì cơm ăn áo mặc của mình mà mình phải đi khất thực. Nhưng mà mình đi khất thực là vì tạo lấy cái điều kiện, cái nhân duyên để cho con người gieo hạt giống phước cho chính họ. Chứ không phải là mình vì miếng ăn, vì miếng mặc mà mình phải mang bình bát đi khất thực. Đâu tệ đến như vậy. Những con người quyền quý cao sang như vua chúa, như thái tử, như vương tôn công tử, như các nhà hào phú, trưởng giả, đâu phải là không có tiền, đâu phải là không có cơm, đâu phải là không có đồ ăn. Mà những con người đó đi tu là phải mang bình bát đi khất thực. Bởi vì đi khất thực là một trong ba cái nghĩa của một vị tỳ kheo. Tỳ kheo có ba nghĩa là khất sĩ, là khất thực đó thưa quý Phật tử, là bố ma, là phá ác. Không đi tu thì thôi, không thọ giới cụ túc, là một vị tỳ kheo sống trong hàng tăng đoàn thì thôi. Còn nếu mà thọ cụ túc, sống trong hàng tăng đoàn, thì vị tỳ kheo ấy phải mang bình bát đi khất thực. Bởi vì tỳ kheo có ba nghĩa: khất sĩ, bố ma, phá ác. Khất sĩ tức là kẻ đi xin ăn. Nhưng mà thưa quý Phật tử, đi xin ăn không phải vì thiếu cơm thiếu áo, vì không đủ có khả năng làm việc mà phải đi xin ăn. Không phải. Cho nên chúng tôi nhớ lại cái câu chuyện mà Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi đã nói khi mà nghe quý thầy thưa với ôn. Ôn quý thầy thưa với Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi đã nói đó. Nó: ôn ơi, bây giờ sao mà người ăn xin có nhiều quá, họ ngồi ở trước sân chùa của mình, họ ngồi trước cổng chùa của mình, họ dơ giấy quá. Làm sao mà mình mời họ đi, mình đuổi họ đi để cho chùa, để cho nó được sạch sẽ. Họ ngồi nhiều quá dơ lắm bạch ô. Họ là người ăn xin, dơ giấy. Và quý Phật tử biết rằng Hòa Thượng của chúng tôi, Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi nói làm sao biết không? Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi nói một cách rất là tự nhiên. Mà khi mà quý thầy nghe Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi nói, nhà quý thầy đó cũng làm thinh không biết nói gì khác hơn nữa. Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi nói: dạ, họ là những người ăn xin, họ đói, họ khát, họ đang ngồi trước chùa. Đời sống của họ đói khát cơ cực tội nghiệp. Và đời sống của mình, tức là đời sống của quý thầy á, đời sống của Hòa Thượng Bổn Sư cũng như đời sống của quý thầy á, đời sống của mình cũng là kẻ khất sĩ chứ có khác chi đâu. Nhưng mà khất sĩ của mình thì mình được ăn ở trên bàn, ngồi trên ghế,
Có người dọn ăn, có người đàng hoàng tử tế. Còn họ thì không có cơm ăn, họ không có nước uống, họ ngồi ở ngoài trước chùa, trước cửa như thế đó. Cả hai đều là ăn xin hết. Họ ăn xin, mình cũng ăn xin. Giống nhau mà, đâu có khác gì đâu quý thầy. Thôi cứ để họ ngồi, và nếu mình có tiền, có cơm rồi gì thì mình cho họ ăn, cho họ đỡ đói, cho họ đỡ lạnh, tội nghiệp họ. Và khi mà nghe quý thầy, nghe hòa thượng bổn sư của chúng tôi nói như thế đó, các thầy làm thinh không dám nói nữa. An sinh cũng là người khất thực, và tỳ kheo cũng là người đi khất thực, cả hai đều là khất thực hết, cả hai đều là người xin ăn hết. Và nếu mà chúng ta hiểu được trên cái tự tánh như lời của hòa thượng bổn sư của chúng tôi nói, thì quả thật rằng đó là một cái ý niệm, một cái hiểu biết để bảo vệ, để gìn giữ những cái gì mà những cái đó đã được hiển bày trên tự thân của con người xuất gia, cũng như tự thân của con người sống trong xã hội hôm nay. Chân thành kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã lắng nghe. Trân trọng kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn bình an và hạnh phúc, có nhiều sức khỏe trong cuộc sống hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.